Mến chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube Review Nhà Đất Chính Chủ nha anh chị. Đó, hiện tại á em đang đứng trước một căn nhà hẻm của đường Lê Thúc Hoạch anh chị ha. Hẻm này thì rộng rãi thông thoáng, thông từ đường Lê Thúc Hoạch thông ra lại đường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú mình nha anh chị. Một căn nhà một căn góc hai mặt tiền hẻm ha. Đó, một căn nhà mà có diện tích ngang cũng rất là đẹp nè. Ngang 6,7 m là anh chị, dài là 8,5 m nha. Kết cấu hiện tại là một trệt một lửng ha. Lúc trước là chủ nhà họ ngăn ra hai căn để cho thuê đó, bây giờ họ đã lấy lại nhà để bán rồi, nên là anh chị mình muốn xem thì liên hệ trực tiếp cho em hỗ trợ cho anh chị mình xem trực tiếp cũng như là liên hệ gặp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị. Một căn nhà có giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 3 tỷ 650 triệu thôi, với diện tích rất là to nha anh chị, ngang 6,7 m, dài 8,5 m, rộng rãi thông thoáng, đã ngăn làm hai căn cho thuê rất là thuận tiện ha. Anh chị nào mình muốn đi tham khảo thể đi đường Lê Thúc Hoạch cũng được, hoặc là đi đường Phú Thọ Hòa cũng rất là thuận tiện đó. Đây mình chạy ra cái chỗ mà anh xe ảnh vừa vậy vừa chạy vô á, là chỗ đó mình có đi ô tô tới đó nha anh chị. Đó, ô tô tới đó hoặc là anh chị đi đường Phú Thọ Hòa cũng rất là gần đó. Nhà mình cũng thì hiện tại cho thuê mà chủ nhà họ đã lấy lại nhà rồi, bây giờ anh chị về sơn sửa lại một bên ở bên cho thuê cũng thuận tiện ha, còn không thì anh chị cho thuê hết hai bên cũng được. Ở đây họ cũng có kinh doanh tạp hóa nè, ngay khu vực trước nhà mình cũng rất là rộng nè. Đó, rất là thuận tiện nha anh chị. Đó. Đây, diện tích rất đẹp, ngang 6,7 m, đã ngăn hai phòng luôn. Một tí nữa em sẽ chạy ra lại đầu hẻm 127 cho anh Lê Thu Hoạch cho anh chị mình xem, rất là gần ha. Đây, thì chủ nhà hiện tại cũng đang tâm huyết bán, nên chị nào muốn xem trực tiếp, muốn gặp chủ nhà thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha. Nhà mình có hai mặt tiền hẻm ha. Đó, cũng rất là rộng rãi nha anh chị. Chỉ có giá 3 tỷ 650 triệu thôi, một cái giá cực kỳ tốt khu vực quận Tân Phú luôn. Đây, bây giờ mình đi nè, đây là anh chị chạy thẳng một mạch nè, ra đây tới đây là hẻm 127 nè, thấy không? Hẻm này là hẻm ô tô rộng rãi thông thoáng nha. Hai ô tô thể tránh nhau được thoải mái nha anh chị. Đó, anh chị chạy thẳng lên thì mình sẽ ra lại đường. Ở đây á thì cái hẻm 127 này thì rất nhiều đường để thông ra ngoài Lê Thúc Hoạch đó anh chị, thấy không? Hầu như hẻm nào nó cũng thông ra được Lê Thúc Hoạch được hết. Xin cảm ơn anh chị đã xem hết video. Anh chị nào á quan tâm căn này thì liên hệ trực tiếp cho em. Bây giờ thì em sẽ chạy thẳng một mạch tới ra tới trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 3 anh chị. Nó ở đây nó có trường Cao đẳng Giao thông Vận tải nữa. Anh chị mình có con em mình mua ở đây để cho đi vừa vừa đi học được nè, vừa ở đi học nè, vừa cho thuê có thêm tí thu nhập tiền tiền xăng xe để đi học nè, rất là thuận tiện nha. Đó, đây là đường Lê Thúc Hoành nè. Anh chị chạy thẳng đường này á thì anh chị sẽ ra lại đường Lý Bấn Bích nè, Thoại Ngọc Hầu nè, Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú nè anh chị. Đó, thấy không? Nó cũng rất thuận tiện, gần như là trung tâm của quận Tân Phú. Đây, đây là trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 3 nè. Đó, đây họ sẽ biết rất nhiều nha. Ở đây gần như trung tâm, anh chị mà chạy về hoặc là anh chị ngay chỗ cái nút vào vòng xoay lúc nãy anh chị chạy lên kia nó cũng gần chợ Tân Hương nữa anh chị. Đó, Phạm Quý Thích á, anh chị quẹo qua Tân Hương chỉ khoảng tầm 1 km thôi là tới chợ Tân Hương rồi. Đó, xin cảm ơn và hẹn lại anh chị vào video sau.